Bản tin thế giới cho biết một du khách bị thiệt mạng vì ngộ độc khí carbon monoxide bên trong khách sạn ở London. Truyền thông quốc tế loan báo một du khách đến từ Tây Ban Nha được cho là đã bị thiệt mạng và một người khác hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch sau vụ rò rỉ khí độc carbon monoxide bên trong một khách sạn ở thủ đô London của Anh Quốc. Giới chức trách cho biết có khoảng 29 người đã được di tản khẩn cấp ra khỏi khách sạn tọa lạc trong khu vực Kensington của thủ đô London. Nạn nhân được xác nhận là một người đàn ông 34 tuổi có tên là Marcos Severa Mendanes. Ngoài người còn lại là Esteban Garcia, 37 tuổi và hiện đang được các bác sĩ đưa vào tình trạng hôn mê sâu để trị thương. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy có hàm lượng lớn carbon monoxide bị rò rỉ ra ngoài, nhưng tiến trình điều tra hiện vẫn chưa được hoàn tất. Một vài ngã đường ra vào trong khu vực hiện đang bị phong tỏa để nhường chỗ cho việc điều tra.